Wow, hello, hello. Rồi các con nhá, có bạn nào hôm nay học buổi đầu tiên không? Có bạn nào hôm nay học buổi đầu tiên không nhỉ? Bạn nào mà học buổi đầu tiên nhắn trên chat cho cô nào để cô xem nào. Con Thanh Chi à, ui mình lớp mình học được 3 buổi rồi. Thì thế thì để cô đăng lại những cái bài mà hôm trước mà các bạn đã học rồi trên nhóm nhá, để con dễ theo dõi nhá. No, Đoàn Thị Phương Ngân. Con ạ, à, đâu sao lại để dấu ba chấm này thì biết tên ai bây giờ, biết tên ai mà gọi bây giờ đúng không nhỉ? An Viên lớp cô Ngọc này, An Viên hôm trước nộp bài tập chưa? Lương Hà An Nguyễn, có mày, Lương Hà An Nguyễn đang ngồi với anh hay bố đây? Rồi, xem nào. Bạn An Viên lớp cô Ngọc là có hai bạn đúng không? Nào, Ngọc Toán. Ngọc Toán hôm trước có bài tập rất là tốt nhá Toán nha. Làm bài tập rất là tốt. Vương Tân. À, thế Vương Tân hôm trước quên không nộp bài tập cho cô à Tân? Con quên. Hay là chê bài dễ quá, hay là các bạn chê bảng chữ cái cô dạy dễ quá không nộp bài tập. Thế rồi, các bạn chê bảng chữ cái của cô là dễ quá, cô Ngọc ơi dễ quá, rồi sao lại ra cái bài tập gì mà dễ quá vậy? Đúng không? Rồi, hôm nay có bạn nào mà có chuyện vui không? Các con Minh Đức ạ, à? Minh Đức ạ, à? Minh Đức hôm nay mới học à? Nào, Minh Đức mới học à? Còn bạn Nguyễn Minh Vương cái gì ấy nhỉ, đúng không? Hoàng Tú Phượng, con gửi ở đó, Tú Phượng, ừ, rồi, cô nhận được rồi nha. Để chút nữa cô lên cô xem nhá. Mà đừng gửi bài tập muộn quá, cô không check được đâu, cô không kiểm tra được đâu, các con gửi sớm nhá. Hôm nay học xong cái hôm sau gửi bài luôn, để cô chấm luôn, được không? Xem nào. Xem cả lớp ổn định chưa nào? Mình đợi một chút nữa nào, các bạn nào có nhiều bạn là vẫn chưa ổn định chỗ ngồi đâu. Tiêu Trúc Diễm là Tiêu Trúc Diễm đâu? Tiêu Trúc Diễm. Tiêu Trúc Diễm. Ngồi thẳng nào. Mai Vi, Mai Vi đây là em trai học hay là Vi học đấy? Vũ Gia Linh, Gia Linh đâu? Rồi, nhìn thấy Gia Linh ngồi vào máy rồi này. Rồi Trần Diệu Anh, ngồi Trần Diệu Anh này có cái bờm đẹp quá. Lê Đức Trung. Nhất Toàn mới học. À, Nhật Toàn à, Nhật Toàn à. Ồ, thế thì ở trên nhóm á chị, ở trên nhóm á thì mình có những cái video mà kể cả lớp của em hay là lớp của cô Anh Thư đều đã quay lại, thì mình sẽ hỏi các thầy như là thầy Dô Củ và thầy Mạnh Nguyễn để hỏi lấy lại những cái file bài tập cũng như là những cái file video mà bên cộng trung tâm Pantado đã quay lại anh chị nhá. Thành Sơn mới học buổi đầu cô ạ. Ôi Thành Sơn, Trúc Linh cô cảm ơn Trúc Linh nhá. Con thấy cô trên Facebook cô khen con đúng không ạ? Chuẩn luôn Phạm Khánh Hòa. Nhưng mà bài con tốt thật, thật sự luôn. Đâu xem nào. Anh Huy cũng buổi đầu. Thế thì tất cả những bạn nha cô dặn này, tất cả những bạn đang hôm nay học buổi đầu, mình sẽ xem lại 3 video bài trước nhá. Thứ nhất là về đồ dùng học tập đúng cả lớp, đúng không? Thứ hai là mình sẽ học về hỏi câu đầy đủ về màu sắc và đồ vật. Thứ ba là mình học một bài rất là quan trọng, đó là về bảng chữ cái. Bài này rất quan trọng luôn và cho nên là các bạn đặc biệt là phải xem lại bài này nhá. Đó thì ở trên các nhóm như nhóm hội phụ huynh tiểu học lớp 1 này, hội phụ huynh tiểu học lớp 2 thì đều đã đăng tất cả những video mà những buổi hôm trước các bạn đã học. Còn nếu mà bạn nào mà chưa có thì có thể là nhắn tin cho thầy Dâu Củ này, hoặc là nhắn tin cho thầy Mạnh Nguyễn, hoặc là có thể nhắn tin cho cô cũng như cô Anh Thư để gửi lại bài cho các con nhá. Con nộp bài rồi ạ. Hôm nay con học buổi thứ hai. Đâu cô xem, Nguyễn Quỳnh Anh đúng không? À rồi, Bảo mới học à. Rồi người quanh nộp bài rồi này, Bảo mới học này. Con Kem Gia Hân học buổi đầu. Ui Kem Gia Hân nhớ nhá, mình nhớ là phải xem lại bài bảng chữ cái đấy. Bây giờ chút nữa cô sẽ cho các bạn xem là như có những bạn làm tốt lắm. Có những bạn làm tốt lắm. Nha. 114 bạn. Hôm trước là 180 cơ. Đâu xem nào. Đâu, đây chúng lớp mình ổn định chỗ ngồi nha. Cô đang xem một loạt nào. Bạn Trần Hương Giang lại chạy đâu mất rồi. Hương Giang ơi. Diệu Anh ngồi được rồi này. Rồi Võ Văn Thái này. Suri này. Huỳnh Đăng Khoa thì là có cái tai nghe đẹp quá. Hoàng Anh đang ngồi với mẹ đúng không con?
Rồi Hoàng Anh lớp 1 ý. Đấy, có cái vòng tay đẹp. Rồi, hello Hoàng Anh nhá. Hân học buổi đầu rồi. Đó, coi cô đẹp và Trúc Linh. Thế nếu mà đẹp thì bây giờ con phải chăm chú học với cả nộp bài tập cho cô để cô chưỡng riêng cho Trúc Linh nhá. Bé Uy Vũ, Nguyễn Thái Bảo, Hoàng Tú Phương, Viết Tường, Bình Nguyên đúng không? Đây cô lướt qua một vòng này. Xem là các bạn đã ngồi khoanh tay lên bàn chưa? Mắt nhìn vào máy tính chưa? Rồi. Để cô cho các bạn vào lớp. Những cái bạn mà vào lớp hôm sau ấy là lớp mình tầm 8 giờ 5 và 8 giờ 10 sẽ bắt đầu nha. 8 giờ 5 lớp mình sẽ bắt đầu nha. Giờ cô xem một loạt nào. Bạn nào? Bạn con học buổi thứ hai Phạm Hiền Thảo. Hiền Thảo à? Ừ, thế rồi, thế là cô không nhận ra Hiền Thảo nhờ. Hiền Thảo thì đâu nhỉ? Hiền Thảo giơ tay lên xem nào. Hiền Thảo thử giơ tay lên để cô xem là Hiền Thảo là nick nào đây. Cô thấy Nguyễn Trọng Nhân chưa? Đây 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 Nguyễn Trọng Nhân đây. Nhưng mà hình như là chưa kết nối video ạ. Quang Tiến học buổi 2. Cô chào Vũ, chào My nha. Chào Quang Tiến nha. Quang Tiến học cố gắng lên nha. Uy Vũ à, chào Uy Vũ. Đây rồi. Lâm Phong này, Lâm Phong đang nghe nhạc rồi. Lâm Phong lắc lư quá Lâm Phong ơi. Đấy rồi, Lâm Phong ngồi yên rồi. Rồi, ngoan lắm. Đó. Rồi, cô xem nào. Are you ready for the class now? Các con đã sẵn sàng cho buổi tiếp theo chưa? Bạn nào còn run đi ra uống nước. Thế mà bây giờ cô run lắm, cô phải uống nước đây. Đúng không? Bây giờ cô run lắm, bây giờ cô phải uống nước đây. Lớp mình toàn những bạn học mà cô dạy một và các bạn trả bài 10. Các bạn giỏi quá rồi, cô không biết chấm nào. Còn các bạn sau thì những cái nhận xét của cô rất là chi tiết về những cái bạn mà đã nộp bài tập rồi ấy, thì mình cố gắng là xem lại những cái bài, những cái video buổi trước để mình luyện tập nhiều hơn nhá. Rồi, Nguyễn Thái Bảo. Bạn nào đây, Nguyễn Ngọc Vi à? Phi Vũ lớp 1, hello, để Phi Vũ vào ngồi ổn định chỗ con nhá. Rồi. Ok, so are you ready for the class now? Nếu các bạn ready, giơ tay lên để cô còn mở nào, để cô còn mở bài nào, cô còn mở bài tập ngày hôm nay nào, bài học ngày hôm nay. Rồi, thank you so much. So, 3, 2, 1, we go. Oh, các bạn vào muộn lắm. Rồi, so, can you see clearly? Yes or no? Các con nhìn thấy bài giảng rõ không? Các bạn nào không nhìn được không? Con học buổi thứ hai rồi, hello bạn mới, hello nha. Thì cô sẽ để phần box chat ở đây để con nó đỡ bị đen cái màn hình khi mình livestream ý. Đó, bạn vào muộn quá, có nhiều bạn vào muộn quá. So, có bạn nào đang vẽ đây? Không được vẽ lên bảng đâu nha. Cô Thương. Rồi. Ok. Hôm trước nha, các bạn nhớ không nhở? Hôm trước nha, mình có một cái bài tập hơi dè cô ạ. Yes, ok. Con nghe được chưa? Con nghe được chưa? Bạn nào thấy dè? Mình đã có bài tập rằng là cô muốn các bạn quay video lại đọc từng chữ cái một. Cô thấy dễ, các bạn có thể đọc từ này là gì cũng được. Ok. Nào, nhưng mà số lượng bài tập của các bạn hình như là hơi ít và các bạn đọc khá là nhanh, cho nên là cô không thể kiểm tra được rằng là khi mà các bạn đọc từng âm như nào. Cũng có một số bài rất là tốt rằng là các bạn đọc từng âm cả các bạn trên livestream cũng vậy, thì mình cùng
các bạn bài của bạn Nguyễn Quang Tiến lớp 1 nhá. Có bạn nào quen bạn Quang Tiến không? Quang Tiến giơ tay nào. Quang Tiến đâu? Bạn Quang Tiến làm bài rất là tốt. Dè, bị dè ạ? Bị dè là sao ạ? Có phải do mưa không? Chắc có thể là do mưa. Nhưng mà tiếng có rõ không ạ? Tức là do các bạn có bị ảnh hưởng do đường truyền hay là do âm bị nhỏ hay như nào không? Các bạn nhắn ở trong chat box cho cô để biết là xem là bài giảng của mình đến đâu nhỉ? Bạn nào tiếng mưa rồi thông cảm. Thế thì chắc là do tiếng mưa ấy, thì cô mong các bạn thông cảm nhá. Nếu mà bạn nào mà không nghe rõ quá thì các bạn có thể là nhắn tin ở trong chat box để cô còn biết đường là. Tiếng rè quá hả? Đó, có mưa. Trời ơi. Kéo với rè. Thế thì cô xem lại nào, để cô xem lại một chút nào. Cô check lại đường truyền một chút. Cô ơi, bị rè con không nghe được ạ. Thế các bạn đợi cô một chút nha, các bạn đợi cô một chút nha. Phương Quỳnh học buổi đầu rè quá. Không nghe được video cô ạ, nhưng nghe cô nói rõ. Ôi, nghe cô nói rõ là cô mừng rồi. Dè là dè ở video hay là bị dè tiếng gì là các bạn nói rõ cho cô nào. Để mình bắt đầu buổi học nhá. Không nghe được video á, nhưng nghe cô nói rõ. Cô thế là sao nhở? Ô, thế vậy là sao ta? Rồi, nào thế cô thử mở video của bạn nào Nguyễn Phong Tiến nhá, cho các bạn nghe xem là có rõ không nhá. I'm Nguyễn Quang Tiến. I'm 6 years old. A. Thầy cô cảm ơn. C. Thế thì có nghe tiếng của bạn không? Có nghe thấy của bạn Nguyễn Quang Tiến đang làm bài tập không con? Rồi cô xem nào. Rồi cô xem nào. Đây cô share cả tiếng rồi này. Thế các bạn có nghe được tiếng của bạn Quang Tiến không? C. E, F, G, F, R, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Yes. And you. Thế là mỗi khi cô mở video là nó bị rè á. Có tiếng rồi, cô có nghe được tiếng video và tiếng của cô nhưng vẫn có tiếng rè vào. Thế thì là do con ơi, tiếng của thầy. Mưa đấy, do tiếng nước mưa, do tiếng mưa ở ngoài rất là lớn cho nên là cái này thì là điều kiện tự nhiên nha. Con ơi, cho thầy nói một chút này, cô Ngọc cho thầy nói một chút nhá. Là do hiện tại đang ở bên chỗ cô Ngọc ấy, hiện tại đang có mưa, thế nên là các con cố gắng là nghe cô Ngọc nói, bởi vì là tiếng cô Ngọc thì vẫn rõ ấy. Còn thỉnh thoảng sẽ bị lẫn tạp âm của tiếng mưa thì các con cố gắng thông cảm cho cô Ngọc nhá. Và buổi học ngày hôm nay thì chúng ta vẫn được tiếp tục nhá. Thế, cảm ơn tiếp tục nha. Vậy. Vâng. Đó. Thì đây có phải là các bạn đã nộp bài tập rất là đầy đủ này. Cô phải tuyên dương ở những cái bạn như bạn Hiền này, bạn Hiền và bạn Khôi đang học ấy. Đó là một này, bạn Quang Tiến này. Đó, rồi là có bạn Phạm Khánh Hà. Có bạn Phạm Khánh Hà á. Đây là bạn này á. Là các bạn đều đọc rất là rõ từng âm một.
rồi đến cuối đoạn thì các bạn có những bạn còn dùng flashcard này, rồi là có những bạn còn hát nữa, và cô rất kiên dương nhá. Hôm nay bài tập lần này nộp rất là nhiều, cô và các thầy chấm phải nói là cật lực luôn đó. Thì các con nhá, sau buổi này thì mình sẽ cố gắng là mình làm bài tập đầy đủ hơn nha. Đây như bạn Huy Nhật lớp 2B này, có mẹ còn dạy cho bạn nữa đó. Đây, em rất là cảm ơn phụ huynh khi mà đã cùng em vào kèm bạn nhá. So, và bây giờ mình sẽ phải quen. Đâu, cả lớp có nhìn rõ bài giảng không? Cả lớp có nhìn rõ bài giảng không nhỉ? Có đúng không? Rồi, bài học hôm trước của chúng mình là về các chữ cái trong bảng tiếng Anh. Và mặc dù có những bạn đã biết rồi, mặc dù có những bạn, kể cả các bạn trên livestream cũng như là các bạn đang ở trong lớp, thì đều đã biết đến bảng chữ cái tiếng Anh rồi. Chỉ có một số bạn là chưa biết thôi và chưa thuộc nữa. Tuy nhiên thì để sau này, bởi vì đây là lớp học để mình học nói là phát âm là chính đúng không, thì mình sẽ phải học từ đầu những chữ cái này để khi mình học phát âm nó sẽ không bị bỡ ngỡ này, không bị khó nữa. Dù là thuộc rồi nhưng mình phải đọc cho chuẩn nha. Đó thì cái này là một số những lưu ý thôi. Còn bạn nào mà cảm thấy mình vẫn còn chưa thuộc này, vẫn còn chưa biết cách đọc, thì có thể lên nhóm nhắn tin lại ở trên nhóm, hoặc là các bạn có thể để lại comment cho cô này, thì cô sẽ biết là bạn nào đang yếu phần nào thì cô sẽ hỗ trợ các bạn sau nhá. Sau một hồi học bảng chữ cái thì hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn hỏi về tên và cách đánh vần tên, và kèm theo đó mình sẽ ôn lại một chút về bài cũ, về việc là mình thuộc được chữ cái, mình thuộc được cách viết của những cái đồ vật mà hôm trước mình học nha. Có bạn nào mà quên mất những cái đồ vật hôm trước không? Hôm trước con nộp bài muộn vì mẹ con bận, mong thầy cô Duyệt giúp bài con. Phương à, thế chị nữa cô Duyệt sau nhá. Cô đeo tai nghe và chắc hết tiếng mưa đấy. Ôi, tai nghe cô lại không có ở đây mất rồi. Thôi không sao nhá. Thôi buổi sau nhá, cô xin lỗi cả lớp nhiều luôn. Nào, các bạn nhớ này. Ok, có thể là các bạn đã biết rằng là what's your name. Sau mình sẽ trả lời là my name is. It's so easy. Là hỏi về tên, đúng chứ? Rồi, thì bây giờ cô sẽ xin phép được mời một bạn để mình có thể là mình thực hành luôn nha. Mình thực hành luôn nha, cách về hỏi tên cũng như là cách đánh vần tên nha. Đâu, bạn nào giơ tay nào? Bạn nào tự tin nhỉ? Trên livestream đâu? Trên livestream các bạn hãy để lại tên cho cô nào. Các bạn để lại tên cho cô này. Rồi là mình sẽ luyện đánh vần tên của mình nhá. Họ tên ấy, full name ạ. Ok, my name is Trần Bảo Ngọc. Tên của cô đầy đủ là Trần Bảo Ngọc. Các bạn có thể đánh vần được đầy đủ tên của cô không? Mi Hoàng Tú Phương nào? 41 bạn giơ tay, tiếp 141 bạn học và 42 bạn giơ tay, tiếp gần 100 bạn đi đâu hết rồi. Việt Hà đã đâu cô xem nào, các bạn giơ tay lên để cô còn biết nào. Bạn nào nhỉ? Bạn Minh Sang này, Ngọc Toản này, nào thử Ngọc Toản nào. Đâu? What's your name? My name is... Thế bây giờ từ từ nào, để cô hỏi con trước nhá. Cô hỏi con trước nhá, để nếu không nó lại thành đọc mất, được chưa? Bây giờ cô cũng chưa biết tên đầy đủ con nào. So what is your full name? What is your full name? Nguyễn Thị Kim Ngọc. What? I can't hear you. I can't hear you. Tại vì cô mưa to, cô không nghe được. Thế con nói to hơn một chút cho cô nào. Can you speak louder please? My name is... Nào, tên bé của cô là gì nào? Tên con là gì nào? Oh, bạn này như là đừng chuẩn bị yếu rồi. Để cô xin phép được mời một bạn khác nhá. Bạn nào đây? Me please, Hoàng Tú Phương. Ok, Hoàng Tú Phương. Lớp 3. Ask to unmute. Hello, can you hear me, Hoàng Tú Phương? Yes. Oh my god,
she's so sweet. Okay, how old are you? How many tuổi? How are you? I'm 8 years old. You are 8 years old. Okay, so we need to make model here for all the members here know how to ask names. So, what is your full name? My name is Hoàng Tú Phương. Hi, Hoàng Tú Phương. So, spell your name, please. I don't know how to write your name. S-O-A-N-V-T-H-U-O-N-N-G. Okay, I remember that your full name is Hoàng Tú Phương and I can write out here. Phương, right? Okay. Thank you, Phương. Bây giờ buổi thứ mấy Phương học rồi nhỉ con nhỉ? Là buổi thứ ba. Con đã học đầy đủ 3 buổi rồi đúng không? Rồi. Thế tốt lắm. Đó, thì đây bạn Phương đúng không? Rồi, thank you Phương. Thank you so much. Đó, thì có bạn nào mà có thể tự tin như bạn Phương không? Bạn nào tự tin bạn Phương rồi? Có bạn nào tự tin không? Tự tin không? Con. So, what's your name? What's your name? Ok, thầy nhỉ? Bạn nào đây? Để cô xem nào, một bạn nữa nào. Có những bạn mà cô còn không nhớ, không nhìn thấy tên ý. Có những bạn mà cô không nhìn thấy tên cơ. Để cô thử hỏi một bạn mà cô không rõ tên nào. Đây, bạn này. Cô mưa to quá. Hello, good evening. Are you happy today? My name is Hôm nay con vui không? Are you happy or sad today? Hôm nay con vui không? Oh, I can't hear you. Mưa to quá. Hôm nay con có vui không? Nào mình nói chuyện trước cho các bạn biết nào. Chào các bạn một câu nào để xem là hôm nay mình có vui không nào. Happy. Yeah, you're so happy. Thank you. But now I just see that I don't know your full name. So what is your full name? What is your name? An. Oh, full name. My full name is Trần Bảo Ngọc. And how about you? Nguyễn Thị Bảo An. Okay. I don't know how to write down your name. So can you spell your name, please? Spell your name, please. A-N. Okay. Do you have a nickname? My nickname is Kate. Các bạn có thể ngoài việc gọi cô là Ngọc ra thì các bạn có thể gọi cô là Kate. Cũng được. Thế còn how about you, An? What is your nickname? Huh? What? Tiếp. Oh, I don't know how to write out this. Can you spell it? Spell your name, please. Spell, đánh vần. Spell your name in words. In letters. Z. And what's next? H. F. Like that? I. What? B. B. Yes. B. O. T.
Oti, các bạn ơi, các bạn có biết nickname của bạn không? Các bạn comment nickname của bạn nào kênh P á. Right? Đúng không? Yes. Gip. Yes. Oh my god, it's the first time I see the nickname like that, so I can't wait. Tôi chữ đầu tiên là G. À, C, not G, right, okay. Tip, hả? Okay, thank you. Đó, các bạn thấy không? Phải đánh vần chứ, không mà cô không biết viết thế nào đâu. Nào, thank you An, thank you Tip. Thế lần sau mà học thì con cứ để là Tip nha. An Tip nha. Rồi, thank you An Tip. Now, who's next? Spell it. Các bạn tự nhẩm nhá, các bạn tự nhẩm rằng là cái bảng chữ cái hôm trước cô vừa dạy rồi, cả các bạn trên livestream cũng vậy. Các bạn tự nhẩm và đánh phần tên đầy đủ cũng như là nickname của mình nha. Cũng như là nickname của mình là các bạn bố mẹ hay gọi như nào ấy. Nào, bây giờ một bạn nữa giơ tay cho cô nào. Rồi, nào bạn nào đây lên box chat cho cô biết nào. Mi, con nghe toàn tiếng sống thôi. Cô cũng sợ lắm. Các bạn trên livestream có sợ sống như cô không? Có sợ không? Mi, Phạm Khánh gì đây? Phạm Khánh Hà. Ồ nhờ. Đâu rồi con Phạm Khánh Hà. Đúng con gái cô không? Rồi Trần Hương Giang, chút nữa cô gọi nha. Khánh Hà nào. Con Hello. Hello teacher. Oh hello Hà. How are you today? I'm happy. Huh? You're happy. Yes, I'm happy too. Yeah. So, what is your full name? Is What is your name? Phạm Khánh Hòa, ok. Nếu mà các bạn muốn hỏi câu đầy đủ. Ừ, Hòa, Hòa ấy hả? Hà. Ok, rồi. Như vừa nãy cô lưu ý này, cô có hỏi thêm một từ nữa, đó là từ full. F-U-L-L. What is your full name? Có nghĩa tên đầy đủ. Còn nếu mà các bạn chỉ cần muốn biết tên thôi, thì các bạn chỉ hỏi mỗi là what's your name? It's okay. Great. Phạm Khánh Hà. Ok. Khánh Hà, do you have a nickname? Yes. Yes. Ok. Spell your name, please. Can you spell your name? P. G. P. P. Ok. Các bạn ơi, tại vì là cô đang bị mưa quá, cho nên là cô không ghi rõ được bạn nói cái gì ý. Cho nên là các bạn thử comment vào trong box chat cho cô là xem là tên bạn ấy là gì nhá. Con đánh vần cho các bạn để đánh vần vào trong box chat nào. Các bạn đánh vần là các bạn nghe bạn nói để đánh vần ở trong box chat, các bạn ghi cho cô nickname của bạn nào. Con can you spell your nickname please? Ha. Hà ơi. Rồi, đấy lại bị mute rồi. Hà mở mic nào. Ok. Tại vì là cô không nghe rõ, cho nên là các bạn sẽ giúp cô nhá. Các bạn sẽ giúp cô nghe nickname của Khánh Hà. Tí. Ok, thì No, I don't know. Cô ơi là chữ G mà cô. Tại vì cô không nghe rõ ấy. Cô không nghe rõ ấy, con phải phát âm to lên thì... Đâu? P. Can you write down it on the box
P với tờ ạ. Đúng rồi, nào thế bây giờ là từ gì nào, mình là từ gì đây nào? P ha. Nào đọc đọc vào thích con như vị vô là cat. P cat. Yes. Okay. A B C D. các bạn có nghe được không? Các bạn viết lên box chat cho cô nào đấy, như cô là cô không nghe được này. Nào có bắt đầu chữ P các bạn ơi, bạn An bảo là bạn Hà bảo là bắt đầu chữ P. Thế còn gì nữa Hà? À còn gì nữa Hà ơi? Các bạn viết cho cô nào? Cô và Hiền có đáp án không? Nào P không gì nữa? Hà. Hay mình này. Nào. Hà viết, Hà Phạm Cánh Hà viết vào trong box chat cho cô nhá. Phạm Cánh Hà viết vào trong box chat cho cô nhá để cô biết nickname của các con nhá. Được không nào? Nào các bạn hãy viết nickname của các bạn vào trong box chat cho cô nào. Tên. Ví dụ như là bạn mèo này, bạn bạn Miu Miu này, đấy, bạn bông này. Đó. If you call me I will love you so much. Who this? Now so now bây giờ what's your name? Nhiều bạn sẽ đọc là what's your name hoặc là what's your name hay là your name, hay là có nhiều bạn chỉ có mỗi là what is your name. Đấy là một số các cái câu mà cô hay rất hay nghe là các bạn ấy đọc như vậy. Thì hôm nay mình sửa lại một chút cho dễ nhá. B. Hôm bữa cô có dạy cho các bạn bảng chữ cái rồi, cho nên hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn làm sao để đọc đúng trọng âm. Bạn nào đây? Để đọc đúng cái ngữ điệu là một này, đúng trọng âm từ là hai, và những cái âm hôm trước mà cô dạy chuẩn để làm gì, để phục vụ cho bài ngày hôm nay đây. Nào, look at this. What? Cái này bằng với what is, chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? What is? Now, what's your name? Hoặc nếu mà bạn nào mà dùng từ what is thì sẽ là what is. Các bạn đọc chậm thôi. What is your name? Okay. Again. What is your name? It's easy. Bởi vì sao? Bởi vì là mình chỉ nghe là cứ đọc liến thoáng qua, đọc nhanh là cứ nghĩ là mình đọc đúng ấy. Nhưng mà mình cố gắng là mình đọc chậm thôi nhá. Để mình đọc đúng chuẩn này. What is your name? Again, các bạn thử đọc lại cho cô nào, tự nhẩm nào. What is your name? Bạn Phi Vũ lớp 1, my name is Bean. Okay, nào, câu trả lời là my name is, và kèm theo tên của bạn nhá, is. Một số bạn này cứ hay đọc là my name is. My name is rất nhiều bạn nha. Các bạn hãy cố gắng sửa cho cô nào. My name is. Hoặc là đọc nhẹ nhàng thôi. My name is. Đó. Chứ không. My name is. Đấy, it's okay. Nhưng mà nhớ cho cô cái âm này hôm trước cô đọc. Đó, my name is. Tên của tớ là, tên của con là. Okay. Bạn nào? Rồi. My name is Ngọc Anh. Các bạn comment cho cô, cả các bạn ở trên livestream vậy. Comment cho cô tên của các bạn nhá. Comment cho cô tên của các bạn này.
có bạn nào đây? Bạn Phạm Trần Phạm Trần Hải Yến bảo là my nickname is so bad. Thế con thế ở nickname ở nhà là gì nhỉ? Con thăm em ở đây rồi, bạn Huy Nhật đã luyện chưa nào? Rồi, tốt lắm. My name is, nhớ nhá. Lại nào. What is your name? What is your name? What is your name? Đó, what is your name? My name is. My name is. Và kèm theo với tên của các bạn nha. Ví dụ, cô. Cô đây, cô là Ngọc. Ok. My name is Ngọc. You can call me Kate. Các con có thể gọi cô là cô Kate. It's okay. Yeah. Cô Kate. K-A-T-E. Kate. My name is Kate. Nó sẽ khác với việc là my name E hay là my name A gì đấy, được chưa? Cô mong rằng là trong các bài sắp tới thì cô sẽ không phải sửa những cái lỗi đấy của các bạn nữa nhá. Is it okay or not? Các bạn comment cho cô nhá. Hiện tại bây giờ lớp mình đông quá cô không thể gọi được. Chút nữa cô gọi nha, chút nữa thực hành cô sẽ gọi từng bạn một nha. So, now, spell. Hôm nay mình sẽ học từ mới, đó là từ spell. S-P-E-L-L. Spell. Các bạn đọc to cho cô nào. Spell. Nào bây giờ mình sẽ xem là các con của tôi đâu. Xem là các bạn đang luyện tập như nào rồi. Các bạn nào đang luyện từ này không? Spell nào, các bạn đọc lại nào. 3, 2, 1. Spell. Great job. Rồi, cô nào nhớ nhá. Cái âm L dưới hôm trước cô đọc ạ. L, bạn nào cũng đọc là L-M-N-O-P đúng không? Yes. Bây giờ đây, âm cuối của cái từ này đó là L, đá với L. So, spell, nào nhớ nhỉ? Lưỡi à? Spell. Spell your name. Đánh vần tên của bạn, được chưa? Right. So, spell. My name is Trần Bảo Ngọc. I can spell my name like that. N G O C. Okay, N G O C. Nhớ nha các bạn, chuẩn bị nhá. Chút nữa là cô sẽ ra bài các bạn về đánh vần nhiều thứ lắm ấy. Rồi, so. Nhớ nha. What your name, hoặc what is your name, và trả lời là my name is, kèm theo tên hoặc là nickname của các bạn nha. Ok, yeah, got it, cả lớp got it chưa, cả lớp hiểu chưa nào? Cô ơi, chỗ con cũng mưa nên con không nghe được tiếng cô. Ồ, thế thì chút nữa thì mình chắc là mình sẽ gửi lại bài cho các bạn để các bạn học lại nha. But I love my name Phạm Trần. Ok, so next. It's easy for all of you now. It's the number. Do you know that? Các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trong lớp mình, có bạn nào mà đã được học từ 1 đến 10 chưa? Bạn nào học rồi? Ngô Ngọc Anh học rồi. Ngô Ngọc Anh học rồi này. Bạn nào Nguyễn Thị Kim Ngân. Thế bạn nào tự tin? Bạn nào tự tin? Bạn nào tự tin đọc cho cô nào? Đọc cho cô xem trước nào. Để mình có cái gì là mình sửa sau nào. Raise your hand. Raise your hand. Con Phúc Khánh. Phúc Khánh. Đâu rồi? Giơ tay lên trên này để cô biết nào. Phúc Khánh đâu rồi? So. My name is Minh Khuê. Hello Minh Khuê. Hello Khuê Hiền. Ok, hello Khánh. Okay, hello teacher. Hello teacher. Ok Khánh, how are you today? Con khỏe không? Fine, thank you. Ok, today I'm great Khánh. So, I have a challenge for you.
Bây giờ con sẽ đọc trước lớp cho cô nhá. Bây giờ con sẽ đọc trước lớp cho cô nhá. Can you count from 1 to 10 for me please? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, one more time, please. One more time, please. Một lần nữa nào. Tập từ từ nào. 1, 2, 3, 3, 3. Okay. 4, 5. Yes, good boy. Nào, cái phân tích từ này nhá. 5, 7, 8, 9, 10. Again, the this. Nào đọc cho cô lại chữ số này nào. 9. Okay. 9. Phải like, không nhỉ? Like là như này này. Okay. Like là cái này. Còn 9 là số 9. Nào, okay, thank you Phúc Khánh nha. Này, nhẹ này. Bye bye. Thế đây là có mẹ trợ giúp đúng không? Giúp bài. Giúp bài. Rồi, cảm ơn Khánh nha. Các bạn thấy chưa? Bạn Khánh đọc rồi, xin bạn nào đọc được không? Các bạn nào được không? Con. Rồi bạn Vân Anh nào. Vân Anh nào. Vân Anh mở mic cho cô nào. Tú Anh. Hello Tú Anh. Vân Anh không mở mic à? Hôm nay không mở mic được à? À, mẹ bé giúp em mở mic cho Vân Anh nhá. Ôi Vân Anh hình như bị lỗi không mở được mic, cái thì con mời bạn khác nha. Mời bạn khác nào. Bạn nào đây? Bạn đâu? Thế cô thấy Vân Anh rồi này. Vân Anh mở mic chưa? Cô gửi rồi đó. Rồi, đọc mic. Okay, one more time. We need to slower. You need to speak slower. Con đọc chậm một chút nào. Và các bạn trên livestream cũng vậy nha. Các bạn ngồi này, các bạn nhẩm lại cho cô này. Nhất là những bạn mà bây giờ mới bắt đầu học tiếng Anh nha, thì chúng mình cùng nghe bạn Vân Anh đọc một lượt nào, rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc từ đầu nha. Nào Vân Anh nào, the first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job. Tốt lắm. Đấy, thế nào, thế là cái âm này là rất là chuẩn rồi. So, để có thể là các bạn rõ nhất nha. Thank you bạn Vân Anh nha. Thank you Vân Anh. Rồi để các bạn mà có thể là nhầm, những bạn mà chưa biết cách để mình phát âm chuẩn từ 1 đến 10 thì hôm nay cô hướng dẫn nha. Các bạn nhẩm theo nào. 1 1 1. Không phải là one. Not one. Ok, not one. Có bạn nào mà đang đọc là one không? Giơ tay, cái này thử thực nha. Đây là thử thực nha, trên livestream cũng vậy. Bạn nào mà đọc là one thì hãy nhắn tin cho cô là one. O-A-N, one ấy. Đấy, rất nhiều bạn đọc là one. One, 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 one. Dạ, chứ phải là one. Đó, có nhiều bạn đọc là one. I don't know why. But one, ok. Đâu, viết trường đọc được chưa? Viết trường đọc được chưa? Rồi, viết trường bây giờ mới tỉnh. So, nào, viết trường này ngồi, viết trường này, bạn ấy không biết là có đọc được không nhỉ? Viết trường có đọc được không? Cô hỏi viết trường nào? Có. Ok, viết trường. Can you speak out loud this? Ok, thank you, viết trường. Rồi, thank you so much. So, the next.
các bạn chú ý nào. Two. Again. Two. Cái này nhá, cái này là lưu ý lắm luôn. Là rất nhiều bạn đọc là two. Có bạn nào đang mắc cái này không? Bạn nào đang mắc comment cho cô nào. Đọc là tu, tấu tu ấy. Mi. Ai đây? Rất nhiều bạn đọc là tu, tu, kiểu tấu tu ấy. Nhưng mà nó, hôm trước mình đọc cái âm này là âm gì nhỉ? Chi đúng không? Chi, chi. Chu, chu. Yeah, ok. Nào các bạn đọc nhẩm cho cô nhá. Chu, chu. Rồi, tốt lắm Hoàng Tú Phương, cô nhìn nghe được, nhìn thấy rồi. Nào, tiếp tục. Ngọc Vân là không nhìn thấy cam. Cô với Hiền. Hiền nhá, Hiền hay đọc nhanh lắm đấy. Hiền hay đọc nhanh lắm con nhá. Đúng rồi, nhớ nha, mình đọc chậm một chút để cô còn check âm nha. Nào, two. Rồi, great girl, great job everyone. Bảo Ngân này, Bảo Ngân có sticker xinh quá. Nào, tiếp tục. Three. Hơi phóng một chút. Nhiều bạn thờ gì? Nào, thờ gì? Đúng không? Đúng rồi, nhiều bạn thờ ri, thờ gì? Các loại bàn thờ. Đấy. Nhưng mà hôm nay cô sẽ dạy các bạn cách đọc âm này nó dễ nào. Nào, lưỡi các bạn đâu? Lưỡi các bạn đâu? Đặt ở giữa răng cho cô nào. Không thì lúc mà mình đọc chữ thì bạn rụt lưỡi vào nhá. Nào, mình thử đọc âm này thôi. Trong tiếng Việt đọc là thờ, nhưng mà trong tiếng Anh nó lại đọc là. Nào, chỉ cần lưỡi đặt ở trước hai, giữa hai hàm răng, xong mình giật mạnh vào, đúng không? Nào, bắt đầu nối với cô. Free. Free. Đúng không? Kết thúc âm là chiếc răng cười sẽ được cười ra, đúng không nhỉ? Free. Nào, bây cô xem khẩu mình miệng của các bạn nào. Free. Rồi, bạn Trương Minh Tiến chuẩn luôn. Bạn Trần Tiến Đạt đâu? Tiến Đạt đâu rồi? Hello Tiến Đạt. Rồi, Tiến Đạt đọc cho cô nào, cô đang xem Tiến Đạt nào. Đâu, cô mở mic cho Tiến Đạt nào, Tiến Đạt ơi. Cô bấm mở mic nào. Rồi, hello Tiến Đạt. Hello Tiến Đạt. Ok, can you speak out loud this word for me, please? Cô đọc to nào. Three. Three. Nào, again, nào lại nhỉ? Three. Three. Ôi, good boy. Chính xác, đó chưa đủ khác không? Three and three. It's different. Nó rất khác, nó chỉ cần thay đổi khẩu hình miệng này. Và khi mà mình biết cách phát âm đúng ấy, âm nó sẽ rất là khác, đúng không? Tiến Đạt có công nhận như thế không? Đó. Rồi, đó, Tiến Đạt giữ vững phong độ nha, tập trung nha, ngồi với mẹ mà còn nghịch. Rồi, rồi, thank you Tiến Đạt nha. Rồi, tiếp tục nào, mình đọc kiểu nào từ free, chắc chắn là nó sẽ rất khó. Không dễ đâu, từ này nó không hề dễ một chút nào. Bạn nào tự tin đọc cho cô từ này, giơ tay nào. Đâu rồi, bạn Đoàn Minh Khuê. Khuê ơi, hello Khuê. Con chào cô ạ. Ừ, so, can you speak aloud this number for me, please? Three. Three, rồi Google. Cái này là con đọc học chữ đúng không? Âm chuẩn quá. Nào cả lớp nha, cả lớp nhìn nghe bạn đọc ạ. Three. Nhớ nha, lưỡi đặt ở giữa hai răng, hai hàm răng. Và khi đọc thì mình sẽ thụt lưỡi vào. Three. Three. Ok. Rồi, cô xin cô mở box chat lên một chút nào. Con mãi chưa được lên, cô vừa đọc xong. Ôi, con uống nước. Cô mời con ạ. Đâu, bạn nào đây? Bạn Trần Lan Phương ạ. Trần Lan Phương ở chút nữa nha. Ui, đông quá, cô không bấm kịp cơ. Ừ, chào con nha. Rồi, tiếp tục. Trả lời cho cô nào. Four. Four. Nào, có phải âm R dưới không? Đúng, âm R. R hôm trước là cô dạy là uốn cái lưỡi chặn giữa họng đúng không nhỉ? R. For. Kiểu như mình không đọc là for. For, for ấy. No way. No way. Đúng không? Không phải là for.
Bạn nào đọc là for nhỉ? Đấy, bạn nào đọc là for thì mình bắt đầu sau buổi hôm nay mình không đọc là for nữa. Mình sẽ phải thêm cái âm gió ở dưới. Nào, for. Và mình lấy cái lưỡi mình uốn lên chặn vào họng nhá. Ôm chọn luôn. For. Nào, cả lớp đọc được chưa nào? For. Yeah. Tiếp tục. Các bạn trên livestream nhá các bạn, nếu mà bạn nào mà cảm thấy là mình chưa đọc đúng thì mình phải luyện nhiều lên nha. For. Cả lớp đọc nhầm cho cô nào. For. Rồi, tốt lắm đây Trần Hương, tốt lắm Trần Diệu Anh. Con nhìn thấy rồi, con nhìn thấy rồi. Nào tiếp tục. Five. Như hai bạn vừa rồi bạn đọc nhá, có hai bạn vừa rồi cô gọi, các bạn đọc rất là chuẩn. Các bạn có âm vâng, V đúng không? V. V. V đúng không? Đó. Five. Rồi, nào bây giờ bạn nào đây? Gọi bất kỳ nào. Gọi bất kỳ một bạn. Bảo Ngân nào. Bảo Ngân đâu nhỉ? Hello Bảo Ngân. Hello teacher. Okay. Can you speak out loud to all the members here know that about this number? Okay. What's this? Number 5. Okay, repeat one more time please. Number? Number 5. Number? Number 5. Number 5. Okay, thank you. Good girl. Yeah. And another Yến. Bạn Yến đúng không? Bạn là tên Yến à? Hai anh em đang ngồi ấy. Rồi, nào bây giờ một bạn nữa nha. Cái từ này nó hơi khó một chút. Từ này hơi khó một chút. Bạn bạn này không mở được mic đúng không? Bạn Nguyễn Hoàng Ngân à? Ngân ơi. Hello Ngân. Oh, so can you speak all out this letter, this number for me, please? No. Yeah. Okay. What is this? Five. Great. Đó, thì cô muốn là dạy kỹ ngay từ đầu thì các bạn sau này các bạn không 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nữa. Đúng không? Không đọc như thế, đúng không nhỉ? Mình sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. It's different. So tiếp tục. 6. Hơi khó một chút nhá. 6. 6. Nào phiên âm này. Nó sẽ là C. 6. Nó có âm K, âm ca. 6. Chứ không chỉ là 6 hay là xích từ đâu. Six. Nó khó đấy. Nào, một bạn cho cô. Một bạn cho cô nào. Bạn là Diệu Anh nào. Hello Diệu Anh. Ok, can you speak out loud this number 4 or number here? Six. Phân nè, đấy. Six. Rồi. Six cờ sờ đó. Six. Rồi, tốt lắm. Từ này hơi khó một chút thì cô cảm ơn Diệu Anh nhá. Từ này hơi khó một chút thì các bạn, kể cả các bạn trên livestream này cũng như là các bạn ở nhà này cùng các anh chị nhá, luyện cho các bạn từ này đọc chậm, các từ số đấy mày đọc chậm thôi ạ. Six. Right. Các bạn nhẩm cho cô nào. Six. Đó nào, giơ tay lên nào. Six. Các bạn cùng giơ tay lên nào. Six. Yeah, thank you. Đó các bạn luyện theo nhá. 1, 2, 3, 4, 5, and
Six. Okay, good. Good. Rồi, có bạn Diệu Anh là làm theo luôn. Đó, thì tiếp tục nào. Seven. 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 Đó. Rồi. Các bạn giơ tay lên nào, các bạn giơ tay lên cho cô nào. Các bạn giơ tay lên nào. Where's your seven? Where's your seven? I can't see your seven. Seven, where's your seven? Số 7 của các bạn đâu? Số 7 của các bạn đâu? Yes. Lê Minh Hạnh rồi, con nhìn thấy rồi. Phương Tân này không thấy tay đâu. Rồi tiếp tục đâu. Rồi các bạn đây, Seven đây rồi, Seven đây rồi. Tốt lắm, Trần Vương Huy Hoàng. Cô đang xem một loạt. Đây có phải Seven không? Is it Seven? Yes, no. Is it Seven? No. And is it Seven? Is it Seven? Yes or no? Yes or no? Is it Seven? Yes, okay, thank you. So, the next. Eight. Eight. Right? Eight. Eight. Rồi, nàng nhớ nha, lưu ý một chút. Hôm trước nha, cô dạy là có cái từ này này, có cái chữ cái này. Eight. Eight. Rồi. Eight. Còn đây, số 8, các bạn sẽ đọc một rồi một vực. Chỉ khác mỗi đó. Đó là eight. Eight. Right. Nào bạn nào đây, cô random cái nào. Cô random Hoàng Gia Bảo nào. Random Hoàng Gia Bảo. Hoàng Gia Bảo mic cho cô nào. Hello Gia Bảo. Okay, Bảo. Okay, can you show me how to speak aloud this word? This letter, this number. Eight. Eight. Con đọc lại một lần nào, con đọc lại một lần nữa nào. Con đọc lại một lần nữa cho cô nào. Eight. Rồi các bạn comment này, S. Rồi các bạn comment chuẩn lắm. Seven, S. Rồi. Thank you nha, đọc đúng rồi. Đó, tiếp tục nào. Mình tiếp tục nào. Mình tiếp tục nào để chút nữa mình làm bài tập nào. Nine. Nine. Như vừa rồi nha, có bạn đọc là like. Thì cô sẽ hiểu ngay là như này. Cô sẽ hiểu là như này này. Là thích ý. Nhưng mà nếu mà con đọc là nine. 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 Cô sẽ biết là số 9. Nhớ nhá. Nine. Số 9. Còn like là thích. Nó khác nha. Mình chỉ cần đọc mà không đúng âm một chút thôi là nó sẽ sang từ khác rồi. Nào từ cuối cùng dễ nhất. Ten. Và cô lưu ý là các bạn không đọc là ten. It's ten. Ok. Ten. Nào, bây giờ xong rồi nha, mình bắt đầu sang bài tập nào. Các bạn đã sẵn sàng làm bài tập chưa? Page 8. Các bạn làm bài tập nha. Đâu cô vào cô xem bóc chat nào. Tên rồi. Ok, do you see that is the... Vâng, vâng, rồi nào. Hôm trước là mình đã học đồ vật rồi đúng không? Rồi, mình học về đồ vật. Nào là backpack, pen, pencil. Rồi là cái gì nhỉ? Eraser, marker. No, I have a four marker here. Mm-hmm. Now look at the screen now. I have a four marker here. I have a four marker. Can you show me marker? Yeah. I have a pink one. I have a orange one. I have a yellow one. And the last one is green. Yeah. Các con có nhiều marker như cô không? No.
Đó thì bây giờ nếu mà bạn nào mà bạn có marker thì các bạn đem ra đây cho cô nào. Các bạn đem ra đây cho cô nào. Bạn nào có marker đâu mình tạm thời xem nào, marker nào. Các bạn lấy marker các bạn ra nào. Chút nữa là mình sẽ phải đi count, đi đếm. Nào. Đó, nhanh nhanh, quickly, quickly. Bạn nào không có thì các bạn lấy bút màu nha. Marker, marker, where's your marker? Lấy bút màu. Quickly, quickly. Ok. Nào, trong 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, one, thumbs up. Now, so, can you show you your marker, your pen, or your crayon? Oh my God, I see that Trần Thị Vân Anh have four markers, right? Trần Thị Vân Anh nào, Tú Anh lớp BA đây có một cái bút màu trắng, là bút màu gì? Yellow hả? Right? Okay, nào cô sẽ hỏi một chút bạn Tú Anh lớp 3 nào, Tú Anh mở mic nào. Các bạn nghe Tú Anh nào. Okay, hello yeah. Tú Anh. Yes, I don't know your color. Oh, hello. What is the color of your pen? What's color? What this? I know you are holding something on your hand. Cô thấy là con đang cầm cái gì ở trên tay ấy. What color is this? What color? Yellow. Ah, yellow. So. Do you have a pink one? Bạn nào có cái màu hồng không? Do you have a pink one? Cô Ngọc không share screen thì không bị dè nữa. Thế à, bây giờ cô mới biết. Không có, con không có. Thế bây giờ nha, bây giờ cô có random 4 màu. Bây giờ các bạn phải nhanh tay. Đúng không? Đếm xem bây giờ trên tay cô có bao nhiêu thứ nào. Bây giờ đếm nhá. Thế bây giờ con có cái màu hồng không? Do you have a pink one? Do you have a pink one? À, pink one. Teacher. Where are you? Teacher, I. Ah, okay. What's your name? My name is Trần Duy Phong. Okay, Duy Phong, can you show me the green one? Something green. Yes. Where is your? Okay. Now, so can you count? Green. Can you count? How many? Yes. 1, 2, 3, 4. Có bao nhiêu cái đây? How many? Yeah. 4. 4 á? I have 48. No. Let me count. 1. Yeah. 2. 3, 4, in time, I have 5, 1, I have 5 markers. Okay, so, screen, mình quay lại bài học một chút nha. Nào, mình học một chút nữa xong thì mình sẽ có bài tập đó. Bài hôm nay rất là dễ. Thì các bạn sẽ học cái bài đấy đấy. Okay, nào. How many backpack here? How many backpack? Có bao nhiêu cái backpack nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. 10 cái backpack á. Đâu bạn nào? 3. Đâu, how many? 3. Có bạn ghi 4 à? Có bạn 10. Đâu cô hỏi một bạn cho nó chắc chắn nào. Mình giơ tay lên để cô xem nào. Mình hỏi một bạn cho chắc chắn nào. Bạn cô Yên Hiền đi. Hiền đâu? Hello. Okay. How many packs here? Uh-huh.
Có bao nhiêu cái túi ba lô nhỉ? Tách tách ấy. It's three. Three. We have three. Okay. And three. How many crayons? How many crayons? Các bạn comment cho cô nào. How many crayons? Không biết không? Có bao nhiêu cái crayon à? Nhớ crayon là gì không đó? Các bạn có nhớ crayon không? Trời ơi, có bạn nào nhớ crayon không? Bảo Ngân, five. À, Bảo Ngân nhận ra rồi. Đó, rồi, five. Five, rồi, thank you, crayon. Rồi, exactly, crayon. Now, so, how many books? Và lớp comment cho cô, how many books? Book. How many books? Six. Hình như là seven mới sao ấy. Hình như seven mới không phải six đâu. Thật luôn. Seven mới sao ấy. Đúng seven không? Hay là six nhỉ? Six không? Đâu có đếm lại rồi hay là hay cô bị làm sao nhỉ? Tự nhiên nó còn lại đếm là seven nhá. Mình đếm lại mình chắc chắn chưa? Nào. One. Two. 3, 4, 5, oh, 6 thôi. Trời ơi, cả lớp đúng rồi, có mỗi con Ngọc sai thôi. À, yes, 6, rồi, thank you. Nào, đấy, thế nhiều khi là phải nhắc cô Ngọc, không cô Ngọc lại đếm nhầm đấy, đúng không? Nào, the last step. How many chairs? How many chairs? How many chairs? 5 nữa. 4. 4. 6 books. For what? For what? For gì? Comment vào for gì nào? 5 mới sao ấy? Có chắc không? Các bạn trên livestream có chắc không? 5 mà, các bạn đếm lại đi. 5. Ôi buồn cười, 5 mà, thật sự. Ây gù. Four chairs, đấy rồi, chính xác. Có bạn ghi chữ chair vào thì cô mới biết nó là chair nào. One, two, three, four. Four chairs, rồi thank you nha. So good. Đấy, thế là cô cứ bị đến sai. Thế là đúng rồi, chắc là do là cô học cận quá. Cho nên là bây giờ toàn đến sai thôi. Và mình để các bạn nhắc thôi. Nha, ok. So, maybe it's a time's up today. So, mình có những đồ vật này, mình có cách hỏi tên này, mình có cách hỏi đồ vật và có cách hỏi màu sắc nữa. Okay. So, we have the homework after the class. Now, sau khi mà mình làm bài, mình có tất cả những cái kiến thức như vậy, thì cô sẽ có bài tập tổng hợp ở trên nhóm. Và cô sẽ gửi để cho nhóm để bố mẹ các con đọc được và hỗ trợ cho các con làm bài tập nhá, được không nhỉ? Lần này thì có bạn nào lỡ bài tập của cô không? Có bạn nào xin à? Free bag? Oh, it's not bag, it's a pipe bag. Ok, vâng ạ, vâng ạ. No. Ok, so it's time's up. It's time's up. You remember to do the homework. Các bạn nhớ là làm bài tập nha. Các bạn nhớ là làm bài tập nha. Hôm nay bài rất là dễ. Mình ôn lại kiến thức một chút nào. Mình ôn lại một chút trên cái bảng trắng nhé, chứ không phải là ngồi trong nhà nào. Tổng hợp sau vài bốn buổi của cô Ngọc thì mình có những gì nhỉ? Nào, mình review một chút nào. Các bạn có nhìn được trên bảng trắng của cô không? Cô cho thầy nói chuyện cho con một chút. Ok. Ok, teacher Quân. Cô Ngọc tắt share screen đi nào. Ok, các con có nghe thấy thầy nói gì không? Có nghe thấy đúng không?
Do buổi ngày hôm nay thì cô Ngọc có bị dính trời mưa một tí ấy. Ở bên chỗ cô Ngọc mưa rất là to luôn. Thế nhưng mà hôm nay cô Ngọc vẫn lên lớp cùng với cả các con. Thế nên là thầy rất là muốn các con động viên cô bằng một tràng pháo tay có được không nhỉ? Rồi ok, cảm ơn tất cả các con. Và cũng cảm ơn các con bởi vì là trong cái buổi học ngày hôm nay gặp rất là nhiều cản trở về thời tiết ấy. Thế nhưng mà các con vẫn cố ngồi để nghe được tất cả những gì mà cô truyền đạt. Thì buổi học ngày hôm nay theo như thầy đánh giá thì buổi học rất là tốt và các con cũng rất là chăm chú nghe giảng. Đặc biệt là có một số bạn được cô Ngọc gọi lên để xung phong giơ tay phát biểu ấy. Thì trong buổi học ngày hôm nay thì tí nữa cô Ngọc sẽ review lại cho các con về cái những cái gì mà các con đã trải qua trong vòng 3 buổi vừa qua và buổi ngày hôm nay nữa. Và các con nhớ là phải nộp bài tập về nhà cho cô Ngọc sớm. Do là bây giờ hiện tại cũng đã là 9 giờ 10 rồi, cũng khá là muộn rồi. Thế nên là cô Ngọc bây giờ sẽ chia sẻ cho các con về cái bài tập về nhà luôn nhé. Ok, cảm ơn tất cả các con. Bây giờ thầy sẽ bật mic lên một chút để cho các con thưởng cho cô cùng với cả tất cả các con một tràng pháo tay, bởi vì hôm nay là các bé đã rất là kiểu các con rất là tuyệt vời, cố gắng, bởi vì là cái thời tiết nó không ủng hộ cho chúng ta, đúng không? Rồi thầy sẽ bật mic lên và các con thưởng cho tất cả mọi người một tràng vỗ tay nhá. Rồi ok, bây giờ các con tiếp tục bài học nhé và cô Ngọc sẽ tiếp tục nói về về nhà cho các con nhá. Học được còn đâu mà cô? Ok nào, bây giờ cô rất là cảm ơn các bạn, rằng là các bạn động viên cô rất là nhiều, tại vì cái thời tiết hôm nay rất là không ủng hộ cô một chút nào ấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ có một cái bài review một chút nha, mình sẽ tổng hợp lại một chút này. Để tổng hợp lại một chút này. Ok. First. Hôm đầu tiên mình đã học về school stuff. Đó là về đồ dùng học tập đúng không? Yes. Mình có bao nhiêu từ về đồ dùng học tập nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. 10, 10, 2 là we have a grammar, some sentence. Đây là các cái cấu trúc cũng như một số câu về thứ nhất là hỏi đồ vật đúng không? Có từ gì nhỉ? What is it? And thứ hai là mình có câu hỏi là hỏi màu sắc. Là về what color is it? Và cuối cùng như hôm nay cô đã dạy cho các bạn là hỏi tên và đánh vần tên đúng không? Đánh vần gồm what is your name? Và đánh vần tên spell your name
please. Okay. Đó, that is of my class now. Đây là tổng hợp review 4 buổi vừa rồi nha. Thì sắp tới cô sẽ gửi bài tập chi tiết cho các bạn. Là mình sẽ phải ôn lại á, thì cô sẽ gửi bài tập trong nhóm và các anh chị lấy bài tập về nhà cho các con anh chị nhá. So, this is the end of the class now. Thank you so much. Nào bây giờ mình sẽ mở mic cho các bạn nhá. Mở mic cho các bạn đâu nhỉ? Mở quá ạ. À. Thank you so much. Hôm nay con học cái gì nữa?